có cái bánh mì hay có cái túi kẹo cũng gai nhau cả chỗ ngồi, gai nhau cả chỗ ngủ, gai nhau cả bát cơm đầy vơi, gai nhau cả rửa bát. Thế sau này nhà cửa xe cộ thì sao? Con hay cãi nhau và mình không giải quyết được, con hay ganh tị nhau mình không giải quyết được, đấy là vấn đề năng lực làm mẹ của mình, đấy là vấn đề năng lực dẫn dắt con của mình. Mình chưa biết cách làm như thế nào để mà có thể giúp con của mình mở rộng trái tim hòa thuận yêu thương. Anh yêu thương em, chị yêu thương em, còn em thì kính trọng và yêu thương anh chị. Mình chưa biết cách làm như thế nào để làm được cái điều đấy. Thế bây giờ có cái bánh mì, có gói kẹo nó cũng ganh nhau. Thế bây giờ có ít nữa rồi hàng trăm triệu nó có ganh nhau không? Rồi cả cái nhà, rồi cả cái xe, rồi cả mảnh đất nó có ganh nhau không? Không những nó chỉ là cái nhà, cái xe, mảnh đất, mà sau này bố mẹ tạo dựng được cái công ty hàng nhiều triệu đô, thì nó có đồng tâm hiệp lực nó làm với nhau không? Hay là nó cũng lại ganh nhau? Các anh chị có hiểu điều đấy không ạ? Mình nhìn xa một cái bức tranh thật xa, mình chưa có đủ năng lực để mình có thể giúp con mình mở rộng trái tim hòa hợp với mọi người xung quanh. Bởi vì tài sản của một người là gì? Là người tài đi theo mình. Nên nếu cái trái tim mình chật hẹp ấy, chả chứa được ai cả, thì chẳng ai muốn đi theo mình cả. Và không ai muốn đi theo mình thì là lấy đâu ra giàu có, lấy đâu ra tài sản, làm gì có những cái điều đấy, không bao giờ luôn. Nên dạy con về kiến thức, dạy con về trí tuệ, nhưng cái điều rất quan trọng là dạy con về cảm xúc, dạy con về trái tim, dạy con về cái lòng trắc ẩn, làm cái điều đấy. Nhưng mình không có năng lực làm cái điều đấy thì mình phải đi học hỏi, mình phải thay đổi, mình phải phát triển mình lên để mình có đủ năng lực để mà dẫn dắt con mình. Ví dụ tôi nói bây giờ có cái bánh mì hay có cái túi kẹo ganh nhau, ganh nhau cả chỗ ngồi, ganh nhau cả chỗ ngủ, ganh nhau cả bát cơm đầy vơi, đứa này xới đứa kia xới, ganh nhau cả rửa bát. Thế sau này nhà cửa xe cộ thì sao? Sau này bố mẹ tạo dựng được cái công ty nhiều tỷ, thế thì sao? Thế thì ganh nhau nhau à? Nên là ngay từ khi còn rất nhỏ mình đã phải dạy cái điều đấy rồi, đồng tâm hiệp lực để làm với nhau. Nhưng nó không phải bằng lời nói, vì bằng lời nói nó không có ra kết quả, mà phải từ những cái hành vi nhỏ nhất. Ngay từ khi con còn rất nhỏ, 2 tuổi thôi, đã dạy con share đồ chơi cho bạn, chia sẻ đồ chơi cho bạn, chia sẻ đồ chơi rồi thức ăn thức uống cho những người xung quanh. Và bản thân mình cũng sẽ là một cái người như vậy, thì con của mình nó cũng sẽ theo đúng cái người, theo đúng cái hình mẫu của mình. Ví dụ như con tôi từ khi còn rất là nhỏ, cực kỳ nhỏ, tôi mang ra gửi nhà bác, và sau đó thì mua một bịch bim bim, một bịch bim bim, và một ngày hết veo một bịch bim bim. Và sau bác mới bảo này này, công nhận con là nhà lanh hoàn, ăn thảo thật đấy, mang bim bim chia cho hết cả xóm. Và ba bảo thôi chia ít thôi, còn chỉ còn chia oan. Nhưng mà không, chia cứ chia, chia cho hết cả xóm. Và tôi nói là đấy là điều tốt con ạ. Có một lần mình nhớ nó thích uống cái sữa mè đen, ngày xưa có cái sữa mè đen ấy, nên là mình mua về, vừa mới để ở thềm, chưa cả nhấc lên nhà. Lúc mình ra nhấc còn đổ cái thùng không, còn đổ cái thùng không, chả còn cái gì nữa cả. Các bạn đến chiều, sân nhà bà nội rộng mà, các bạn đến chơi, thế là cuối cùng là ta khát nước, là ta chia cho mỗi đứa hộp uống thay nước. Và tôi rất là hạnh phúc vì điều đấy, mà không bao giờ tôi mắng con hay gì cả, và tôi luôn cổ vũ con cái điều đấy. Là như vậy, ngay từ những cái hành vi nhỏ nhất, từ khi con còn nhỏ, mình đã dạy con là cách share đồ chơi với bạn, share đồ ăn với bạn, share những cái gì mình có cho người khác, thì con sẽ không bao giờ con bị mắc kẹt trong cái sự ích kỷ cả. Nên cái này không phải mình nói đâu ạ, cái này mà mình phải làm. Bởi vì những cái điều này là phải dạy bằng năng lượng, liên kết, kết nối với nhau, chứ lời nói nó không có nhiều tác dụng. Nên cái vấn đề của chị ấy là mình không có năng lực để mà có thể dẫn dắt con hòa hợp, kết nối với người khác. Và nếu như cái tình trạng này mà cứ xảy ra ấy, thì sau này cái định hướng kết bạn của con nó cũng khó hơn rất nhiều, nó khó khăn hơn rất nhiều ấy. Và sau này đi làm còn khó nữa.
Bởi vì đi làm, đi học nó còn không xung đột quyền lợi, còn đi làm nó còn xung đột quyền lợi cơ. Nếu mà mình vượt lên trên được cái quyền lợi đấy thì mình mới mới ở một cái tầng khác mà mình mới thanh thang được. Còn nếu mình vẫn ở cái tầng quyền lợi, gọi là lúc nào cũng lợi ích hoặc là người này người kia ấy, mình quan sát so sánh với người này người kia ấy, thì không bao giờ mình có thể đạt đến cái thành công lớn hơn cả. Nên đây là vấn đề của mình chưa biết cách để mà có thể dẫn dắt con hòa hợp, yêu thương, kết nối với mọi người. Mình chưa biết cách làm thôi. Ngày xưa các cụ cũng có câu rất là đúng nhé. Sởi lởi thì trời cho ấy, bo bo thì trời trời lấy ấy, đúng không? Đấy. Ngày các cụ thì nói như thế nó vần, nhưng mà thực ra mình gọi đấy là cái sự chia sẻ. Và càng chia sẻ thì lại càng càng giàu có. Càng chia sẻ thì lại càng thanh thang, nhưng đương nhiên phải là chia sẻ đúng. Chứ còn ví dụ như là anh em họ hàng hay cái gì cứ cờ bạc hay gì đó mà cứ mình cứ cho vay hoặc trả nợ đậy ấy, thì đấy đâu có phải chia sẻ đúng. Hoặc thậm chí là có những khoản vay mình cũng dứt khoát học cách nói không, không cho vay. Ví dụ kể cả cháu ruột tôi vay tôi gì có tiền cho cháu vay cháu làm nhà. Ở chúng ta quen có cái thói quen vay để làm nhà, nhưng mà làm nhà đấy là nhà nợ xấu hay nợ tốt? Nợ xấu ấy là nó là tiêu sản, mình phải kích thích cái nợ tốt cơ. Thế làm nhà mà nợ xấu tôi không cho vay. Tôi bảo dì đã chỉ cho cháu đâu là kho báu rồi, và nếu cháu không đi tìm thì đấy là vấn đề của cháu. Dì có tiền nhưng mà dì không cho vay. Ai đó có thể nói tôi ghê gớm, ai đó có thể nói tôi ghê hay gì đó. Tôi thì tốt nghiệp tất cả những cái điều nói đấy rồi, tôi không còn quan trọng họ nói tôi thế nào nữa. Nhưng mà tôi vẫn có thể ủng hộ người khác hàng 500 triệu, hàng tỷ đồng. Nhưng nếu mà hỏi vay 100-200 triệu mà không đúng thì tôi cũng không bao giờ cho vay cả. Đấy là mình phải cũng hướng dẫn là dùng cái đồng tiền đấy. Chị đã nhận ra cái vấn đề của mình chưa, chị Cúc? Cảm Đấy. ơn các bạn. Một cái nữa là chồng mình ấy, chồng mình không ủng hộ ấy. Cái lý do này tôi thấy cũng rất là nhiều chị mắc kẹt trong cái điều này. Nên mình phải nhận diện rõ cái vấn đề như thế này này. Mình làm cái gì đó, đôi khi có những người ủng hộ mình, đôi khi có rất nhiều người không ủng hộ mình. Đấy là điều rất bình thường. Không phải họ không yêu thương mình, họ muốn mình ở trong cái vùng an toàn. Khi tôi rời cái công việc dạy toán của những cái trung tâm của một trường cấp 3, mà tôi dạy toàn là học sinh lớp chọn thôi, rồi học sinh ở trung tâm tôi dạy ở toàn trường chuyên lớp chọn, mà khi tôi rời đi thì ai cũng bảo tôi điên, ai cũng bảo tôi có vấn đề. Còn có những người còn hỏi là không biết nó còn muốn gì nữa, họ hỏi như vậy. Và bố mẹ tôi thì không đồng ý về cái điều đấy, đã khuyên can tôi rất nhiều lần là sao con lại bỏ việc như thế, sao con lại thế này, sao con lại thế kia. Và chồng tôi cũng nói như vậy. Nhưng mà tôi nhìn thấy những cái thứ mà họ không nhìn thấy. Sự thật là như vậy, tôi nhìn thấy cái thứ mà họ không nhìn thấy. Họ muốn mình được an toàn nên họ bảo mình cứ giống như cũ đi, giống như họ đi. Chứ không phải họ xấu gì đâu, nhưng họ không nhìn thấy cái thứ mình nhìn thấy. Và nếu như ấy, mà mình làm theo lời họ, tức là giữ giấc mơ là việc của mình, còn phá giấc mơ là việc của họ. Đấy. Nếu mà mình làm theo lời họ ấy, thì không có mình ngày hôm nay. Nên là mình rất là biết ơn những cái lời khuyên bảo đó. Và vì vậy thôi, mình để ngoài tai thôi, và mình vẫn phải đi theo cái con đường của mình. Mình làm, học tập, thay đổi, có kết quả để cho họ nhìn thấy cái kết quả đấy. Thế ví dụ như khi chị bắt đầu chị đi bắt đầu học tập này, mình cũng đã bắt đầu có kết quả rồi đấy, chứ có phải mình không có kết quả đâu. Và nếu như mình biết cách, mình ngồi nói chuyện rất là chân thành, mình không có đi làm cái thứ vớ va vớ vẩn, mình không có nói vớ va vớ vẩn, mình không có nghĩ vớ va vớ vẩn, mình không có làm vớ va vớ vẩn, mình đang học cách làm mẹ, mình đang học cách làm vợ, mình đang học cách sống. Bao nhiêu năm mình ở trên cuộc đời này mình chưa học cách làm mẹ,
Mình chưa học cách làm vợ, mình chưa cả học cách làm con, mình chưa cả học cách để đối nhân xử thế đúng đắn. Mình đã bao giờ mình học đâu. Và bây giờ mình có cơ hội để mình học. Nếu là một người minh triết, nếu là một người hiểu chuyện thì để cho mình học, đúng không nào? Cổ vũ mình học. Còn nếu như anh ấy không không cho mình học, cấm đoán mình, thì có một sự thật là như này, bạn phải nhận ra anh ấy cũng mắc kẹt quá nên anh mới như thế. Mình đi đang đi làm cái điều đúng đắn, đang đi học cái điều đúng đắn mà lại không cho mình học thì có phải anh ấy rất vấn đề không? Các anh chị có hiểu không? Có phải rất vấn đề không? Nó giống như nhiều anh chị khi tôi coaching ấy thì bảo như này: ngày xưa cô ạ, bố em bắt em nghỉ học. Lúc đấy em mới học có lớp 4 thôi. Bố em bảo là mày không nghỉ học thì các em đói, mày không nghỉ học thì bố mẹ vất vả, nhà bao nhiêu đồng ruộng trâu bò. Bố em bắt em nghỉ học từ lúc em học lớp 4. Và mẹ em ngồi ở thềm nhưng mà không nói một câu nào, không xin cho em một câu nào luôn. Và suốt những năm tháng về sau, chị vẫn giận bố giận mẹ, bởi vì đã không cho mình học, ăn học đến nơi đến chốn. Chị vẫn giận bố giận mẹ vì cái điều đấy. Nên là mình đi theo cái con đường đúng đắn mà ai đó phản đối mình, bởi vì họ không có cái tầm nhìn giống mình, và bởi vì họ rất kẹt nên là họ mới phản đối mình đi theo con đường đúng đắn. Chính vì thế càng phải đi mạnh mẽ hơn, càng phải đi nhiều hơn nữa, để mà mình giúp mình và còn giúp họ nữa chứ. Có hiểu điều đấy không đấy các anh chị? Chứ nếu mà chồng mình minh triết trí tuệ ra thì bảo vợ đi học đi, đúng rồi. Đã ai dạy mình làm vợ làm chồng đâu? Đã ai dạy mình làm cha làm mẹ đâu? Đã ai dạy mình làm con đâu? Đã ai dạy mình hòa hợp các mối quan hệ đâu? Nên bây giờ có chỗ học tốt quá, mà vợ mình đã nhận thức được để đi học thì tốt quá. Tốt quá còn gì? Nếu không cổ vũ được mà cản đường thì chứng tỏ là không minh triết. Và không minh triết thì mình càng phải nỗ lực để mà mình quay lại mình giúp đỡ người ta chứ. Hiểu chưa chị ơi? Dạ vâng ạ, cảm ơn cô ạ. Ngồi rất trưởng thành nói chuyện với chồng, ngồi rất là trưởng thành nói chuyện, nói chuyện chịu trách nhiệm, nói chuyện một cái tầm nhìn, nói chuyện về cái hiện tại, về cái tương lai, về cái tầm nhìn, phải làm như vậy. Anh Hiếu cái kìa, anh cổ vũ mạnh mẽ cho vợ đi học tại vợ bẩn quá, vợ tổn thương quá. Vợ tổn thương quá đi học may quá, đúng không? Nhưng không phải ai cũng được như anh đâu. Không phải ai cũng được như anh đấy, là cổ vũ vợ. Đấy, chị Cúc có giải pháp chưa? Đang học kiến tạo rồi, nỗ lực học lên. Dạ vâng ạ, cảm ơn cô ạ. Đấu vào nâng tầm. Dạ vâng ạ. Làm cái điều đấy thì sẽ giải quyết được từng bước từng bước. Tại sao nhá? Cùng một tình huống nhưng với người này thì lại là vấn đề rất khủng khiếp, với người kia họ chả là vấn đề gì cả. Họ không có làm vấn đề gì hết luôn. Là do cái năng lực của mỗi người thôi mà. Có hiểu ý không? Nên là mình cứ tập trung vào chính mình, nâng cấp cái năng lực của mình lên. Học mỗi ngày đi, học sáng, học trưa, học tối. Sáng thì Zoom cô Cúc, cô Liên. Các anh chị học kiến tạo thì phấn đấu đặt cọc nâng tầm để vào vào Zoom thế giới. Trưa thì có Zoom cô Hằng, tối thì có Zoom cô Lanh. Học ngày học đêm đi, quyết tâm một năm cày cuốc thử dụng nội tâm của mình cho nó thay đổi và chuyển hóa để mình dùng tiếp những cái năm tiếp theo. Bao nhiêu các cô trên 60 tuổi còn nỗ lực học, bây giờ mình mới trẻ như này, mình lại mấy chục năm so với các cô rồi. Chị Vinh hay anh Vinh, vợ đóng tiền kêu chồng đi học. Cảm ơn vợ. À đây là anh Vinh. Tôi hay trêu như này này: các anh chị được vợ hay chồng đưa đến học đúng không? Phấn khởi lắm. Tôi bảo chắc các anh chị là ác mộng của họ nên họ mới đưa các anh chị đến học đấy. Đấy. Ok, cảm ơn chị Cúc.
cũng rất nhiều chị mà chồng phản đối nhé, xong cuối cùng chồng ủng hộ và chồng học cùng luôn ấy. Bây giờ chồng mình hay vợ mình đi học mình phấn khởi quá chứ nhỉ các anh chị. Học học cả đời mà, mình phải có giá trị học tập trọn đời. Mỗi người đều có giá trị học tập trọn đời các anh chị nhé. Chị Minh Huyền ơi, chồng em thấy em chuyển hóa thế là hết phản đối. Chồng em thấy em chuyển hóa thế là hết phản đối. Tôi cốt cho một chị vợ, anh chồng anh đi ngoại tình. Và chị gắn định vị ở áo anh ấy này, ở quần anh ấy này, ở xe của anh ấy này. Chỗ nào gắn được định vị là chị gắn. Mà chị theo dõi rồi chị nhảy lên các kiểu luôn. Và khi mà chị bắt đầu học kiến thức này, trí tuệ này ấy, thì chị bảo em chủ động tháo hết định vị ra. Đấy là điều đầu tiên mà chồng em không biết đâu. Nhưng điều đầu tiên là em chủ động em tháo hết định vị ra. Và lúc đầu anh phản đối dữ dội lắm. Và em chỉ tập trung vào chính mình thôi. Sáng nào em đi chạy. Và sáng nào anh cứ chối tròn anh mà. Thế mưa này anh đi á? Mà vâng anh, mưa em đi. Thế rét này đi á? Vâng anh, rét em đi. Cứ tập trung vào mình. Mưa cũng đi, rét cũng đi. Rồi có những hôm mà vừa mới hôm qua sốt, hôm nay vẫn đi chạy. Và cái vô thức của chồng ấy, tự động ngưỡng mộ chị ấy. Thấy vợ mình thay đổi, thấy vợ mình không có giật ngược giật xuôi nữa. Thấy vợ mình không có khó chịu nữa. Thấy vợ mình trở thành một cái phiên bản khác. Phiên bản khác hoàn toàn. Chị Thủy bảo đúng ạ, là em đó ạ. Là một cái phiên bản khác hoàn toàn. Và khi mà thấy vợ mình là một cái phiên bản khác thì dần dần anh mới tò mò. Lúc trước là anh phản đối hoàn toàn, dần dần anh tò mò. Và sau đó thì anh bắt đầu nghe. Và nghe anh bảo ô cô này nói cũng đúng đấy nhỉ. Đấy, anh đã bảo em rồi, em phải biết ơn bồ của anh. Nghe không biết nghe được cái từ nào, nghe được đọc cái từ đấy trong chữa lành. Anh chị học không biết học khóa nào, không biết nghe được từ nào, nghe được đọc cái từ đấy trong chữa lành. Bảo vợ đấy, em phải biết ơn bồ của anh. Bảo như vậy. Chị bảo em lại rất bình an với cái điều đấy, bởi vì ít nhất anh ấy đã nghe đến chữa lành của ạ. Vợ bảo thế, ít nhất đã nghe đến chữa lành. Thế và bây giờ tốt nghiệp rồi, anh chồng anh tốt nghiệp rồi. Anh ấy sau anh bảo với vợ này này, thì anh cũng bị mắc kẹt, anh mới thế. Thì anh cũng bị vớ vẩn nên anh mới thế. Tức là bắt đầu nhận ra đấy. Mà bảo, thế em học bây giờ em phải có trách nhiệm chữa lành cho anh chứ. Mà em học bây giờ em phải có trách nhiệm để chữa lành cho anh chứ. Nên có rất nhiều người ban đầu họ chưa hiểu, nhưng mà dần dần họ hiểu. Nên nếu các anh chị mà chưa thuyết phục được những người xung quanh mình ấy, là bởi vì mình chưa có sự chuyển hóa mạnh mẽ. Và mình bắt đầu đòi hỏi họ. Tôi đã thay đổi 3 ngày rồi mà anh chưa thay đổi. Không, bạn phải thay đổi nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Cho nên khi họ thật sự thấy bạn chuyển hóa mạnh mẽ và họ bắt đầu tò mò về cái sự chuyển hóa đấy của bạn. Cảm ơn các anh chị đã xem hết video. Nếu các anh chị thấy video này có giá trị, hãy bấm like và comment bài học ở phía dưới. Và nếu các anh chị muốn cô Lan chia sẻ thêm về chủ đề nào đó, thì các anh chị cũng hãy comment cái nguyện vọng mong muốn của mình xuống phía dưới. Xin chào và yêu thương cả nhà.